Anh bị trục xuất vì gây rối tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Tòa cho rằng bị cáo là người nước ngoài lần đầu tiên phạm tội tại Việt Nam và tỏ ra ăn năn rất hối hận nên áp dụng hình phạt nhẹ. Sáng ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng hình thức trục xuất Nguyễn William Anh, 33 tuổi, quốc tịch Mỹ, về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Bị cáo phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi tòa tuyên án. Theo hội đồng xét xử thì hành vi của Nguyễn William Anh xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, bị cáo là người nước ngoài lần đầu tiên phạm tội, thành khẩn tỏ ra ăn năn hối cải nên chỉ cần áp dụng hình phạt trên. Trước đó trả lời hội đồng xét xử thì Nguyễn William Anh đã thừa nhận sai như là cáo buộc. Khi nói lời sau cùng, bị cáo cho biết luôn luôn được cha mẹ dạy phải uống nước nhớ nguồn, luôn luôn hướng về quê hương Việt Nam. Và Nguyễn William Anh đã bày tỏ mong muốn được trở lại Việt Nam cống hiến những gì đã được học để xây dựng đất nước phát triển. Nguyễn William Anh sống tại tiểu bang Texas, Mỹ từ năm 2016. Ông này du học thạc sĩ tại trường chính sách công lý Lý Quang Diệu, Singapore. Theo cáo trạng, do thường xuyên theo dõi mạng xã hội liên quan đến Việt Nam, Nguyễn William Anh biết thông tin kêu gọi tuần hành ngày 10 tháng 6 phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Trước khi về Việt Nam tham gia, ông đã nhắn tin trao đổi với tài khoản Facebook Vĩ Trần và Anthony T. Nguyễn về cách thức tuần hành, không mang theo giấy tờ tùy thân, sẽ đánh trả và bỏ trốn khi cảnh sát giải tán biểu tình. Tối ngày 9 tháng 6, Nguyễn William Anh đã nhập cảnh từ Singapore, thuê phòng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3, lưu trú. Khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 6, Nguyễn William Anh đón xe ra công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, tức là cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Hòa cùng dòng người tuần hành, đám đông từ đường Trần Quốc Hoàn vòng qua công viên, rồi theo đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, tiến vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn William Anh đã lấy điện thoại quay phim, chụp hình đăng lên trang Twitter và Facebook cá nhân của anh ta. Cơ quan điều tra xác định đến 13 giờ, đoàn người di chuyển đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn giao với đường Lý Chính Thắng ở quận 3. Gặp lực lượng cảnh sát chốt chặn bằng 4 ô tô bán tải, yêu cầu công an dẹp xe không được. Nguyễn William Anh trèo lên ô tô bán tải với tay kêu gọi và giúp nhiều người khác cùng trèo qua. Sau đó, ông ta cùng đám đông rung lắc lật xe bán tải để dọn đường đi nhưng bất thành. Thấy một số xe máy dựng chắn trên lề đường, Nguyễn William Anh đẩy ra tạo khoảng trống cho nhóm tuần hành vượt chốt cảnh sát. Họ tiếp tục tiến sâu vào trung tâm thành phố nhưng bị tạm giữ. Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn William Anh thừa nhận chưa nghiên cứu về dự luật đặc khu và luật an ninh mà biết rõ hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu, hô hào kêu gọi và cùng nhiều người chống trả lại cảnh sát. Hành vi của Nguyễn William Anh được xác định là gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng nhiều giờ từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khiến 13 hành khách bị trễ chuyến bay và nhiều tuyến xe buýt không thể hoạt động được. Trong một bản tin khác thì lực lượng chức năng với nhiều đơn vị nghiệp vụ thắt chặt an ninh xung quanh khu vực xét xử bị cáo William Nguyễn để đảm bảo cho trật tự. Ngày 20 tháng 7, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa bị cáo William Nguyễn, tên khác là Nguyễn Will Nguyễn hoặc là Ngọc Anh William, Nguyễn William Anh, 33 tuổi, quốc tịch Mỹ, ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa do ông Phạm Lương Toàn, tránh tòa hình sự thành phố Hồ Chí Minh chủ tọa. Theo khung hình phạt mà Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố, ông Nguyễn William Anh có thể bị lãnh tù từ 2 tới 7 năm, tù theo khoản 2 điều 318.
Sáng nay, lực lượng chức năng với nhiều đơn vị nghiệp vụ đã thắt chặt an ninh cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực xử án. Những người tham dự phiên xử phải qua máy quét để lại đồ đạc bên ngoài phòng xử. Báo chí cũng được sắp xếp phòng theo dõi riêng qua thông tin màn hình. Bên ngoài khuôn viên đã được dựng hàng rào chắn, xe cứu hỏa, xe cấp cứu cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì Nguyễn William Anh là người gốc Việt có quốc tịch Mỹ, sinh ra tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ từ năm 2016. Nguyễn William Anh đã học thạc sĩ tại trường Chính sách Công lý Lý Quang Diệu, Singapore. Thời gian này, Nguyễn thường theo dõi trên mạng xã hội những thông tin liên quan đến Việt Nam. Thời gian gần đây, Việt Kiều Mỹ thấy có những thông tin kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng của Việt Nam. Ông này quyết định về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối ngày 10 tháng 6 năm 2018. Trước khi về nước, Nguyễn liên lạc trao đổi với một số người về tình hình và cách thức tham gia biểu tình tại Việt Nam. Sau đó, ông này bày tỏ ý định khi tham gia biểu tình sẽ đánh trả và bỏ trốn cảnh sát giữ gìn an ninh. Sau đó, ngày 9 tháng 6, Nguyễn về nước thuê trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ hôm sau, ông này ngồi uống cà phê tại quận 1. Biết cuộc biểu tình trái phép đang diễn ra tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi lực lượng 5 Việt Kiều liền có mặt, hòa đoàn biểu tình tràn vào trung tâm thành phố. Tại đây, ông Nguyễn William Anh quay phim, chụp hình và đưa thông tin về cuộc biểu tình lên mạng xã hội. Khi lực lượng chức năng ổn định an ninh, Nguyễn tiến lên đầu yêu cầu tránh đường cho đoàn biểu tình không được chấp thuận. Nguyễn kêu gọi đám đông xô đẩy và phá hàng rào an ninh. Cả đoàn đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chí Thắng, quận 3. 4 xe ô tô của cảnh sát chặn ngang đường thì bị một số người ném chai nước vào. Khi lực lượng chức năng không nhường đường, ông Nguyễn William trèo lên xe và kêu gọi mọi người trèo qua tiến về phía trung tâm. Ông này tham gia cùng nhiều người rung lắc để giật xe của công an. Sau đó cơ quan chức năng đưa đối tượng này về trụ sở để làm việc. Cáo trạng trên kết luận, ông Nguyễn William Anh đã biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép. Việt Kiều Mỹ này cũng biết rõ hành vi bạo động là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn dẫn đầu kêu gọi mọi người có hành vi bạo động. Ông này cũng công khai chưa nghiên cứu về luật đặc khu hay luật an ninh mạng, nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của ông Nguyễn William Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Theo trí thức trẻ, theo một bản tin của Phan Thương báo chí, thì cô này viết cho tờ báo Thanh Niên. Sáng ngày 20 tháng 7, thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn William Anh, 35 tuổi, người gốc Việt có quốc tịch Mỹ, sinh ra lớn lên tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Mỹ. Tôi thấy cô này cái tuổi hơi sai quá. 32 hoặc là 33. Tuổi Mỹ thì là 32 mà tuổi Việt Nam là 33. Nguyễn William Anh đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về hành vi gây rối khi biểu tình phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tức là luật đặc khu và luật an ninh mạng, với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam. Cáo trạng nêu hành vi của William Anh đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần xử lý nghiêm trọng. Theo cáo trạng thì cũng giống như là cái cáo trạng mà chúng tôi đọc với cho quý vị hai tờ báo trước, thì cái bản tin này cũng chỉ là lặp lại những cái gì mà hai nội dung của Tòa án Nhân dân đã đưa ra cho báo chí. Tuy nhiên, có một cái bản tin này rất đặc biệt. Đây là bản tin của BBC. Will Nguyễn bị sút cân, bị chuyển phòng giam.
Mẹ của công dân Mỹ gốc Việt là Will Nguyễn đã được phép gặp con trong khi em gái Will, tức là Victoria, đã dự kiến tham dự phiên tòa xét xử ông ngày hôm 20 tháng 7. Mẹ tôi đã được phép gặp Will trong khoảng 30 phút ngay sau khi xuống sân bay hôm 17 tháng 7. Bà Victoria Nguyễn, em gái của William Anh Nguyễn, thường được biết đến tên là Will Nguyễn, đã phát biểu trên tờ báo của Anh Quốc là tờ The Guardian hôm 19 tháng 7. Victoria Nguyễn dự kiến là sẽ tham dự phiên tòa xét xử Will Nguyễn diễn ra vào ngày 20 tháng 7, tức là ngày hôm nay tại Việt Nam. Cũng theo bà Victoria Nguyễn, Will Nguyễn bị sụt cân và bị chuyển phòng giam. Will sụt 6 pound, tức là gần 3 kg, và đã được chuyển đến một phòng giam lớn hơn với 13 người. Anh ấy không thể ngủ ngon giấc trên một nền cứng, nhưng anh ấy nói rằng các bạn tù rất tử tế với anh ấy. Bà Victoria nói rất khó để dự đoán liệu các công tố viên có một khoan dung đối với Will hay không. Tôi chắc liệu họ có bỏ tù anh ấy một cách nặng nề, không bởi mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam, nhưng rất khó để đánh giá là họ sẽ đưa ra cái mức tù nào, bà chia sẻ. Bà Victoria cũng cho hay lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã vào thăm Will Nguyễn 3 lần và thường xuyên liên lạc với gia đình Will. Bà Victoria Nguyễn hiện là người đứng sau chiến dịch vận động trả tự do cho Will Nguyễn, mang tên là Free Will Nguyễn. William Nguyễn sinh năm 1985, bị chính quyền Việt Nam báo cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Nếu bị xử tội, Will có thể phải đối mặt với một mức án từ 2 tới 7 năm tù, theo tờ pháp luật của thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự, làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong một ngày. Trong khi đó, nhiều tổ chức tiếp tục vận động kêu gọi thả tự do cho công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn. Bỏ qua cái tin bởi Victoria, chúng tôi không có in cái này bởi vì đây là một cái link. Ở cuối Facebook, tin này của bởi của Victoria, trên Facebook cá nhân, em gái Will Nguyễn, bà Victoria Nguyễn cho hay bố mẹ và dì đã đến dự lễ tốt nghiệp đại học của Will để nhận bằng thay cho ông. Các hình ảnh trên Facebook của Victoria ngày 15 tháng 7 cho thấy cảnh gia đình Will Nguyễn có mặt ở trong sự kiện trao bằng tốt nghiệp của Đại học Quốc gia Singapore. Họ cầm trên tay một tấm chân dung khổ lớn của Will Nguyễn trong bộ áo lễ dành cho sinh viên tốt nghiệp. Trong một bức ảnh khác, gia đình Will Nguyễn chụp chung cùng bức chân dung của Will đặt ngay trên một cái ghế trống. Bà Victoria Nguyễn cũng cho hay hôm 15 tháng 6 rằng lãnh sự quán tại Việt Nam vào thăm Will lần thứ 3. Qua đó, Will Nguyễn nhắn gửi tới tất cả những người ủng hộ rằng ông vẫn ổn và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Theo thông tin từ Facebook cá nhân của bà Victoria Nguyễn cho biết như vậy. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch phát động đi một cái thông cáo ngày 19 tháng 7 rằng chính phủ Việt Nam cần hủy bỏ các cáo buộc hình sự và phóng thích Will Nguyễn vì tham gia ôn hòa các cuộc biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights phát biểu. Ông phát biểu rằng, lo ngại lời tuyên bố của Will Nguyễn trên truyền hình Việt Nam có thể do sự ép buộc, là sự vi phạm quyền, được có trình tự pháp lý thích hợp. Việc đưa lời thứ tội lên truyền hình kiểu này là một chiến thuật đáng xấu hổ mà các nhà chính quyền áp bức thường sử dụng để hăm dọa, dập tắt các tiếng nói phê phán, đồng thời trưng bày sự bất chấp không đếm xỉa đến các quyền lợi cơ bản của con người, ông Robertson nói. Ông Robertson cũng đề cập đến Việt Nam không có luật biểu tình, nên chính quyền vận dụng những quy định pháp luật khác để truy tố những người biểu tình ôn hòa. Trước đó, ba vị dân biểu Alan Lowenthal, Jimmy Gomez và Lou Coria sau khi điện đàm với đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbridge cũng ra một thông cáo chính thức hôm 15 tháng 6. Thông cáo đưa ra vài tiếng sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố Will Nguyễn. Thông điệp chính thức từ các dân biểu Hoa Kỳ là Will Nguyễn phải được trả tự do ngay lập tức.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do, tức là RFA. Trước khi phiên tòa diễn ra, dân biểu Alan Lowenthal nói sẽ trình bày vấn đề của Will Nguyễn trước Quốc hội Mỹ trong một cuộc họp tối ngày 18 tháng 7. Sau đó, vào ngày 20 tháng 7, các dân biểu Mỹ sẽ làm việc với đại sứ Mỹ Christian Brink về kết quả của phiên tòa. Chúng tôi hy vọng phiên tòa này sẽ kết thúc mọi thứ. Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam làm điều đúng đắn. Nếu không, chúng tôi sẽ phải xem xét những bước tiếp theo cũng như những hậu quả mà Việt Nam sẽ phải gánh chịu. Và tôi xin nói trước, đây sẽ là một cú sốc cho Việt Nam. Ông Alan Lowenthal được RFA dẫn lời. Câu hỏi rằng sẽ có một giảm án. Trước đó truyền thông Việt Nam trích cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân cho hay Will Nguyễn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải. Công tố viên Thành phố Hồ Chí Minh nói với truyền thông trong nước rằng nếu tại phiên tòa ngày 20 tháng 7 Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải thì sẽ được giảm án. Theo bản tin của tờ Đất Việt, cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân viên được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn lời nói của Will Nguyễn, sinh tại Mỹ khi đang học tại Singapore, biết tin kêu gọi biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng vào ngày 10 tháng 8 tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, nên quyết định về tham gia. Cũng theo cáo trạng, Will đã dùng Facebook trao đổi với cách thức biểu tình với một số người. Khi trao đổi, Nguyễn William Anh đã bày tỏ ý định của mình khi tham gia biểu tình thì không mang theo giấy tờ tùy thân và sẽ đánh trả lại và bỏ trốn khi cảnh sát giải tán biểu tình. Will Nguyễn cũng bị cáo buộc tham gia vào dòng người quay phim chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân và mạng Twitter. Ngoài ra, bản cáo trạng kêu nêu Will kích động người khác dỡ bỏ hàng rào của công an, trèo lên xe bán tải kêu gọi mọi người trèo qua các xe để đi lên tiếp tục tiến về trung tâm thành phố và rời các xe gắn máy dựng chắn lề đường để lấy đường cho người biểu tình đi qua. Các đoạn video phát tán trên mạng ngày 10 tháng 6 cho thấy một nhóm người mặc thường phục đeo khẩu trang kéo lê Will Nguyễn trên đường. Mặt Will Nguyễn đầy máu. Will Nguyễn xuất hiện trên truyền hình Việt Nam một tuần sau khi bị công an Việt Nam bắt giam, nói rằng đã vi phạm luật pháp Việt Nam và hứa không tham gia các hoạt động chống chính quyền. Ngày 14 tháng 6, phát ngôn viên của nhà nước Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố rằng không có chuyện chính quyền sử dụng vũ lực đối với Will Nguyễn. Đó là bản tin của BBC và tương đối là khá trung thực so sánh với những cái bản tin trước đây của BBC. Tuy nhiên, có một vài điểm trong cái bản tin này thì chúng tôi cũng sẽ thảo luận với các bạn. Nếu mà các bạn nào có câu hỏi gì các vị đặt ra trước khi mà chúng tôi phân tích về cái sự kiện này. Chúc mừng ông Ngô Kỳ. Nhưng mà cái sự chúc mừng là chỉ là cái điều ông đã nói phù hợp với cái tình hình của Will Nguyễn, chứ không phải là ông nói theo cái cảm tính của ông rằng nhà nước Việt Nam sợ Mỹ mà phải thả cho ông Will Nguyễn. Tôi chứng minh. Luật sư Lê Công Định là một người Việt Nam 14 năm tù và chỉ trong vòng có 2 tháng luật sư Lê Công Định đã được cho đi xuất ngoại. Thì như vậy không thể nói rằng luật sư Lê Công Định là tại vì Việt Nam sợ Mỹ mà phải. Luật sư Lê Công Định đâu có phải là người Mỹ đâu, đâu phải quốc tịch Mỹ đâu. Rồi Tạ Phong Tần, rồi Nguyễn Chính Kết, rồi là Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Trương Quốc Huy, những người đó có phải là người Mỹ không? Dạ không. Chứ tại sao nhà nước cho đi? Dạ thưa quý khán giả, chúng ta nhìn thấy rồi, nhà nước Việt Nam là một nhà nước rất là nhân bản. Không phải vì như Ngô Kỳ lý luận rằng vì sợ chính quyền Mỹ và Việt Nam sẽ không dám bắt giam. Dạ thưa, từ hôm 10 tháng 6 cho tới bây giờ cũng một tháng rưỡi rồi, thì cũng là bắt giam nhất nhật tại tù Thiên Thu tại ngoại, một ngày ở tù
và cũng đã có nằm trong hồ sơ hình sự của Việt Nam rồi. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết tội, còn cái vấn đề tha tội nó là cái chuyện khác. Thành ra không có nghĩa rằng là Ngô Nguyễn sẽ được trả tự do để về Mỹ, thì không có nghĩa rằng là Ngô Nguyễn không có tội. Tội có rồi, nhưng mà chúng tôi tha. Chúng tôi tha không phải là chúng tôi sợ Mỹ. Chúng tôi tha để chúng tôi nói lên cho thế giới biết rằng cái thằng Human Rights Watch này, tức là tổ chức nghĩa là dòm ngó về nhân quyền, cái tổ chức này đó trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện nhân quyền. Tôi chỉ cần hỏi ông chủ tịch của Human Rights Watch, nếu mà một người công dân Mỹ, chứ đừng nói công dân nước khác nha, đi qua Việt, đi qua bên Mỹ làm hành động giống như là Will Nguyễn, thì giờ này anh, cái mồ của anh đã xanh cỏ chưa? Chắc chắn nha. Nó sẽ đùng đùng bằng bằng xong. Đừng có nói là cái công dân Mỹ, người ngoại quốc tới vẫn bắn chết như thường. Đó là luật của Mỹ. Nhưng mà luật Việt Nam, cái chuyện mà đi phá xe của công an, ngăn trở biểu tình, nó rõ ràng là một cái chuyện vi phạm. Tại sao công an không bắn? Tại vì họ được lệnh không bắn dân. Thì dù là người dân ở nước nào cũng là con người. Và khi họ đã quan niệm tất cả mọi người bình đẳng trước pháp luật như nhà nước Việt Nam, thì Ngô Nguyễn sẽ được thả ra. Bởi vì nhà nước Việt Nam muốn chứng minh cho Mỹ và cho toàn thế giới, và đặc biệt những tổ chức, những là phóng viên không biên giới, Human Rights Watch, những cái tổ chức đó. Các ông ơi, nhìn về chúng tôi đây. Chúng tôi văn minh nhân bản hơn quý vị rất nhiều. Ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ của quý vị, đã nói cái gì vậy đâu? Ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là cái ổ đạo đức giả. Bây giờ quý vị thấy trường hợp Minh Béo qua đây, Minh Béo bị bắt và Minh Béo ở tù. Đừng có nói rằng nhà nước Việt Nam không can thiệp. Tôi biết hôm đó bên Tổng lãnh sự đi xuống thăm, nhưng mà vì Tổng lãnh sự không có muốn làm ồn ào, thành ra họ đi vào thăm Minh Béo và họ cũng có nói chuyện với nhà nước Việt Nam. Không phải nói chuyện là để mà được thả ra, bởi vì mình phải chấp nhận cái hình phạt. Rất nhiều du học sinh ở đây, tôi xin lỗi, chúng tôi dùng chữ rất nhiều, một số du học sinh đã từng bị bắt. Và Tổng lãnh sự hoặc đại sứ hoặc nhân viên ở bên Houston, ở bên San Francisco, nó phải đi vào trong nhà tù. Và nó phải giáo dục các em đó. Và phải chấp nhận hình phạt ở tù, đi ăn trộm, ăn cắp ở trong siêu thị. Ở tù xong, Tổng lãnh sự phải lãnh và đưa về, trả về Việt Nam ngay lập tức. Thì cái chuyện Minh Béo với cái chuyện này, là hai chuyện nó khác nhau. Một chuyện Minh Béo đã phạm một cái tội rất lớn đối với Mỹ, xâm phạm tình dục trẻ em dưới 18 tuổi, dụ dỗ trẻ em dưới 18 tuổi đi vào vòng dâm đãng, và đã có hẹn với trẻ em dưới 18 tuổi mà bây giờ lại được thả ra. Như vậy chúng ta phải khen cái nền ngoại giao của Việt Nam, phải khen các nhân viên của Tổng lãnh sự và Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ở bên Mỹ đã giúp cho Minh Béo. Minh Béo cái ơn đó Minh Béo không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời của em. Đây là một cái lối giải quyết rất là khôn ngoan và rất là nhân bản và rất là văn minh và nhân đạo nữa. Ngô Nguyễn đã phải nói một câu
bố mẹ tôi dạy tôi uống nước phải nhớ nguồn. Và tôi luôn luôn tôi nhớ là tôi là người Việt Nam. Xin lỗi những công việc tôi làm. Và tôi hứa nếu có dịp trở lại Việt Nam, tôi mong mỏi mang những cái sở học và mang những kiến thức và mang những cái khả năng tài chính của chúng tôi để đóng góp cho đất nước Việt Nam. Đó là một cái lời thiết tha để xin được ân xá. Thì tại sao chúng ta không ân xá? Bất cứ nước nào cũng vậy, các tử tù đều có quyền viết một lá thư lên để xin ân xá. Mới đây cái vụ ông Hiển đó, quý vị thấy ở Pleiku đấy. Bây giờ ông Hiển viết thơ lên trên Tổng Bí thư Tổng Nguyễn Phú Trọng, có thể là Tổng Bí thư sẽ phê không, tức là từ chối. Có thể Tổng Bí thư nói đề nghị giảm án, không tử hình nữa. Và tôi nghĩ rằng ông Hiển sẽ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tha. Bởi vì trên cái nét mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái vẻ nào gọi là gian ác. Bất cứ lúc nào, tất cả những cái hình ảnh đó, luôn luôn ấn in đậm vào trong đầu óc tôi một hình ảnh một người lãnh đạo Việt Nam rất là hiền hòa, nhân hậu, nhưng mà lại rất là quyết tâm. Tôi phục. Tại sao tôi phục người Cộng sản ở chỗ đó? Và tôi phục cái điều mà tôi muốn nói từ tuần trước. Bây giờ tôi nói ra thì các bạn sẽ nói rằng tôi nói vuốt đuôi, nhưng mà xin phép các bạn, tôi xin được vuốt đuôi luôn. Cũng nếu các bạn nói, tôi định nói từ hôm Bắc Cường ra. Cái sứ mệnh của ông Michael Pompeo, ai kể cả tôi, ai cũng khen lần đầu tiên ông tới một Việt Nam là lần đầu tiên nước Đông Nam Á được tiếp đón ông. Mà quý vị thấy rằng ông tới đây có một cái văn kiện gì không? Không. Thông thường là thường thường họ tới họ phải có một cái bản thông cáo chung, bản hiệp ước chung, để họp báo chung. Không. Ông Michael Pompeo tới ngồi nói chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó hai người đi vào trong phòng riêng. Thì trong thời gian họ vào phòng riêng họ nói những cái gì? Chắc chắn cái chuyện của Vương Nguyễn. Và để giữ danh dự lẫn nhau, Việt Nam tôn trọng quý vị tôn trọng Việt Nam. Okay. Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ không đưa cái vấn đề ra trước mặt mọi người. Rất khó cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trả lời. Không lý, ông nói rằng chúng tôi có nền tư pháp và tư pháp chưa quyết định. Chúng tôi chưa biết. Thế thôi. Chứ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có thể nói rằng là chúng tôi sẽ tha. Không. Ông Tổng Bí thư không có nghĩa rằng là một người thay đổi được luật pháp Việt Nam. Cái điều 2 trong cái điều luật đã ấn định từ cái khung từ 2 đến 7 năm. Thành ra họ vào trong phòng riêng, không có một lá thư nào. Và ông Michael Pompeo không có nói một cái gì. Ông chỉ nói sơ qua một cái là chúng tôi có đề cập cái chuyện của anh Vương Nguyễn. Chứ ông không có khoe rùm beng lên là tôi đã nói với là kia và ông Tổng Vương và Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói cái này, không. Cả hai bên đều im lặng. Đó là cái sự tôn trọng và đó là cái một sự ngoại giao giữa hai nước với nhau. Chắc chắn trong buổi nói chuyện, ông Michael Pompeo đã thiết tha kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho một cái bản án nhẹ nhất nếu được. Thì chúng tôi đoán rằng á, một cái bản án sẽ là cái bản án tù 2 năm. Nhưng mà có khoảng chừng 1-2 tháng để làm thủ tục trục xuất. Nhưng mà theo bản tin ngày hôm nay là sẽ bị trục xuất ngay sau khi phiên tòa chấm dứt. Tức là phiên tòa vừa chấm dứt xong thì Vương Nguyễn sẽ lên trên máy bay cùng với gia đình, cùng mẹ và chị và những thân nhân
lên máy bay trở về Mỹ ngay lập tức. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn đưa ra mà để mà cả chia sẻ với quý vị. Tôi còn nhiều điều nữa để nói, nhưng mà các bạn nào muốn chia sẻ chúng tôi xin mời. Và chúng tôi chỉ nói về chủ đề này và yêu cầu quý vị dùng những văn hóa và lịch sự, nếu không chúng tôi sẽ bắt buộc phải cắt. Là bên bà con ở bên mình có quan tâm đến cái này nhiều không ạ? Bà con ở bên này hả? Theo tôi biết rằng họ cái tôi thấy họ không quan tâm, và hình như là theo lời đó là theo lời yêu cầu của cô gia đình ấy, là yêu cầu mọi người không được nhắc cái tên Ngô Nguyễn để tránh cho cái trường hợp khó xử. Lúc đầu thì cô Victoria Nguyễn có nói rằng là Bộ Ngoại giao Mỹ chưa làm đủ chức năng, đầy đủ chức năng đối với một công dân Mỹ. Nhưng mà sau đó thì Bộ Ngoại giao đã ra một cái thông báo. Nhân dịp này chúng tôi khuyến cáo tất cả các công dân Mỹ khi mà đi tới Việt Nam, đi du lịch bất cứ nước nào, phải tôn trọng cái luật pháp của quốc gia đó. Và nên tránh tham gia các cuộc biểu tình, dù đó là bất bạo động, bởi vì hình thái từ bất bạo động trở thành bạo động, nó rất dễ xảy ra. Đó là cái thông cáo của Bộ Ngoại giao. Và cái thông cáo Bộ Ngoại giao đó đã xác nhận cho chúng ta biết rằng họ công nhận việc làm của Ngô Nguyễn là sai trái, và họ chấp nhận để cho nhà nước Việt Nam xử lý. Còn nếu mà nói rằng nhà nước Việt Nam sợ đó, chính quyền Hoa Kỳ đó, thì họ đã thả Ngô Nguyễn đi rồi. Ngày hôm nay họ thả thì trước họ thả trước đây nó cũng giống như nhau đó. Đấy, nhưng mà tại sao họ bữa nay họ mới thả? Và ít ra phải có một cái bản án, phải có một cái phiên tòa, phải đi theo đúng cái thủ tục của tòa án, chứ không phải anh là bố tôi, anh bảo tôi là anh cái nhảy xổm ở trong nhà tôi, anh bảo tôi như thế này, anh bảo tôi như thế kia. Đấy. Nhưng mà con thấy là cái này là xếp mà trục xuất là thấy là hơi nhẹ. Bởi vì là mình ở nước khác rồi, mình đến rồi mình biểu tình ôn hòa, còn biểu tình này ai bảo là ôn hòa, cái này là bạo loạn, bạo động. À không, ông tổ chức mà nó gọi là nhân quyền mới lại tổ chức có những cộng đồng chống cộng đây, thì họ luôn luôn họ gọi đó là một cái cuộc biểu tình bất bạo động. Thì đó, đập cả bể kính xe thì làm sao mà nghe là không có cái được. Và như nếu mà như theo cháu như suy nghĩ là nếu mà như bên Mỹ đó là lại đi từ lâu rồi. Đúng rồi. Như thế này là nhà nước Việt Nam mình thế này là quá nhẹ tay. Đấy. Tôi thấy rằng rất là nhẹ. Đấy. Là trong khi đó là tôi thấy là còn xúi dục đem tiền cho xúi dục. Có một bạn Tuấn Vũ, bạn tên Tuấn Vũ đã yêu cầu bạn lần sau lên live stream nhớ mặc áo vào cho nó lịch sự. Tôi cũng đồng ý cái chuyện đó. Vâng, bởi vì là con đang nằm. Biết rồi đấy. Nhưng mà thế mình nói chuyện thì không nên nằm. Vâng, thì các bạn nào, bạn Tuấn Vũ có hỏi tôi một câu, tại lúc đó tôi đang đọc cái bài thành ra chúng tôi. Vâng, anh Nguyễn Minh Hải nói rất đúng. Cũng vì cái chuyện mà Will Nguyễn này đó, mà ông Michael Pompeo, ông là một cái đảng cướp chính trị ở Korea, ở Bắc Hàn, North Korea. Nhưng mà khi tới Việt Nam thì ông lại khen Việt Nam nức nở. Ông khen Việt Nam hết lời. Nên là không còn một lời nào hết. Thì đây anh Nguyễn Minh Hải đưa ra cái nhận xét này nó cũng là hay đấy. Tức là có nghĩa rằng ông bắt buộc phải khen Việt Nam để
cho Việt Nam vui vẻ, cho anh Hưu Nguyễn về, chứ ông không hăm dọa Việt Nam. Các ông mà giữ Hưu Nguyễn á, các ông coi chừng. Giống như là ngày hôm nay chúng tôi tức cười lắm, mở email ra, mở hệ thống chúng tôi là có cái hệ thống liên lạc email trên khoảng chừng 1.000 hệ thống email, mà mỗi một hệ thống đó là trên vài ngàn người, mà tức cười lắm, hăm dọa. Đấy, lấy lời của tổng thống Donald Trump ra hăm dọa nữa. Thế nên ông Donald Trump là không bao giờ mà nói những cái câu họ nói như vậy. Cũng giống như hồi xưa mà cái cô mà Hoàng Ngân Thương á, ý để cho người ta lấy tên ông nó viết cái bài đó. Thế rồi. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề này. Thì không, chúng tôi đã, các bạn, mấy bạn này mới đi vào trong Thiên Hạ Sự 2018.com. Quý vị thấy những cái bài về mới nhất. Câu hỏi này, tuy nhiên rằng căn cứ theo những cái sự nhận định này đó, là sẽ có sự dễ dãi nếu Hưu Nguyễn biết phục hiện khi mà ra tòa án. Nếu mà anh ra tòa án mà anh đá cái vòng bánh ngựa như ông Nguyễn Văn Lý đó, thì chắc chắn là chắc chắn sẽ không đi chỗ khác chơi, đi vào trong nhà tù ông đếm lịch. Nhưng mà nếu mà anh ra tòa như anh đã nói đấy, trong tờ BBC vừa lúc nãy mới nói, bố mẹ luôn dạy tôi uống nước nhớ nguồn, và tôi luôn luôn nhớ tôi là người Việt Nam, và tôi muốn được cơ hội trở lại Việt Nam. Trong những lần tới tôi sẽ dùng tất cả khả năng của tôi để mà phục vụ cho đất nước. Hôm nay sao mà không thấy Bắc Cường lên rồi bác? Anh không theo dõi KBC hải ngoại à? Bắc Cường chỉ có một ngày duy nhất là ngày thứ ba, tức là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Hay cái thôi, bà cái thông tin nó tương đối là cũng hơi bất ngờ so với người trong nước, đúng không? Trong khi là cũng bất ngờ so với người trong nước và cũng bất ngờ so với người bên hải ngoại. Thì như trong nước ấy thì chúng cháu cũng nghĩ là nó vào cái điều 2 của cái gọi là cái mục 318, cái điều 318 cái khoản 2 đấy. Dạ vâng. Nhưng mà nó trong cái khoản 1 thì nó, và trong cái khoản 1 thì nó cũng là chỉ phạt đến mức độ là 50 triệu, đúng không? Từ 5 triệu đến 50 triệu. Chắc là nhà nước mình cũng xử ở cái mức đấy. Nhưng mà cháu không nói đến cái gọi là cái mức án nặng hay nhẹ nữa, mà cháu chỉ thấy là cái người cháu có trẻ chứ không ạ? Và cũng mong là các bạn còn đang trẻ thế hệ 2 ở bên Hoa Kỳ hay ở bên tất cả những nước khác muốn xây dựng đất nước, thì cũng nhìn thấy là đấy, một đất nước mà người ta xử về cả về vấn đề pháp luật, cả về vấn đề nhân văn là vừa có lý vừa có tình đấy. Xử lý một cách như vậy cho thấy là cách xử thông minh nhất, chú ạ, để cho các thế hệ trẻ bên đấy là người ta biết là một cái chính quyền người ta rất là nhân văn, dạ vâng, nhân đạo. Đúng. Không có gọi là và không có lấy người này để làm gương cho người kia. Rồi là khi mà anh Hưu Nguyễn mà có về đấy, về bên Mỹ ấy, thì các cái đài truyền thông bên đấy thì cũng làm sao mà đừng có cho rằng là không dám nhốt người Mỹ hay là sợ người Mỹ thế này thế kia, không có đâu. Rồi bây giờ như chúng tôi đấy, như chúng cháu ấy, chú Hùng ạ, cháu thấy là nhà nước xử như vậy là biết là nhẹ, biết là nhẹ. Nhưng mà vẫn hoan nghênh những cái gì mà chính phủ hay là hoàn toàn ủng hộ, đúng không? Hoàn toàn ủng hộ, không có gì gọi là cho là nhà nước thế này thế kia đấy. Mong là các bạn ở bên đấy, ít nhất là các bạn trẻ có học hành, nhưng mà do cái ngôn ngữ tiếng Việt là chưa biết, thì chưa được không thông chứ không phải là không biết. Đúng, thì đúng. Nguyễn ấy, khi mà anh bị bắt ấy, thì anh cũng bảo anh đã tìm hiểu luật an ninh mạng đâu. Đúng rồi. Anh cũng chưa hiểu cái luật đặc khu kinh tế Vân Đồn mà anh đi phản đối, thì chứng tỏ là anh gọi là đi theo đám đông luôn, chứ anh không phải làm theo cái tâm. Đấy. Đúng. Anh không hiểu vấn đề. Anh đúng. Biết luật anh làm vì anh cũng anh sang bên đấy có thể là anh nói bập bẹ là tiếng Việt, chứ còn bảo đọc được chữ Việt Nam thì chắc là anh cũng đọc được. Đúng không chú? Dạ đúng, tôi nghĩ là anh không học được tiếng Việt Nam, tại vì anh nói tiếng Việt Nam ngọng lắm. Vâng, anh nói tiếng Việt còn ngọng,
mà thì chắc là anh không thể hiểu được tiếng Việt. Nên là một cái nữa là thì luật pháp luật Việt Nam là như vậy rồi, đã là chủ xuất anh, chủ xuất anh, nhưng mà anh có ăn có học, anh khôn, anh biết nói những câu mà để cho gọi là bật cái công tắc cái đi của người Việt lên. Nhưng là anh nói là anh có học, gia đình nhà anh, nhà bố mẹ anh cũng dạy anh truyền thống là anh là gốc người Việt đấy, anh sau này anh muốn được về quê hương, gọi là giúp đỡ người Việt, tức là đúng anh rồi. Biết cái cách nói, cái cách nói đấy là cái mà người Việt cũng rất là, những người trong nước người ta thấy là rất là vui khi anh nói được câu đấy. Đúng. Nhưng mà bây giờ đấy, cái dở nhất là chú này, cái dở nhất ấy là bây giờ đấy, khi bắt đầu lên sân bay xong về đến bên đấy, về bên đấy không cẩn thận lại cứ cờ vàng, xong lại đón, xong lại lên hết đài truyền hình này đài truyền hình kia, các đài truyền hình nó lại, các cái đài truyền hình nó lại khai thác, nó làm tin kiếm ăn đấy mà chú. Đấy, rồi là kèm chè quảng cáo vào, xong là nói là ông Nguyễn Nguyễn này, ông mà ông vì cái án của ông là án treo ở đấy, nếu mà ông không còn muốn về Việt Nam đúng lời ông nói, gia đình nhà ông ấy sẽ bắt chiếc cái ông Trương Vĩnh Bình đấy, ông gì đấy, ông Trịnh Vĩnh Bình đấy. Đấy, khi kiện vậy, râm rộ vậy, lên các đài vậy, nhưng mà khi xử lý xong là bắt không có tiếng gì cả. Đúng rồi. Đấy là cái cách xử lý của ông. Vì ít nhiều nếu ông còn văn hóa người Việt thì ông phải nhìn đầu thấy cuối, ông phải biết ăn biết nói, biết giữ mồm giữ miệng, chứ ông đừng có bắt chước cái kiểu người nước ngoài như cái bên bang Cali là các ông làm sao, các ông mấy cái ông bên Texas cũng đứng lên rồi ủng hộ ông Nguyễn Nguyễn, rồi mấy ông dân biểu gọi là cứ toàn có lòe bị lấy phiếu xong cũng đứng lên để bảo vệ, thực ra là kết quả tù thế nào rồi các ông ấy cũng phải công nhận, nhưng mà có cái chính là người ta dùng cái cơ hội thật là quý trong cái khoảnh khắc đấy để người ta lấy điểm với lại cử tri người Việt gốc Việt thôi. Đấy thì cũng mong là chú cháu trong này thì cháu dự đoán là phải 2 năm trở lên cơ chứ không ạ, chú cháu không nghĩ là chú sắp cây đâu. Đúng rồi, nhưng mà cũng vẫn ủng hộ, vẫn ủng hộ vì cái nhân văn của người Việt nó như vậy đấy. Đúng đấy, chính vì và đấy thì cháu cũng trao đổi vậy. Hôm nay lâu lắm rồi, từ hôm ngồi uống rượu với chú, hôm nay mới được gặp chú, và trước sau vẫn vậy, và thấy chú vẫn mạnh khỏe. Cảm ơn, vẫn trường kỳ chiến đấu. Chào Jimmy Vũ lên góp ý không? Thế gặp Khúc, không thấy tên Quân Khúc này. À đây rồi. Chào bác Nguyễn Phương Hùng, vì cháu vừa ngủ dậy, hôm qua cháu đi làm đêm, bây giờ cháu mới ngủ dậy, thì cháu cũng vừa nghe cái tên Uy Nguyễn. Cái vấn đề ở đây thì buổi bữa trước thì cháu cả bác cũng phân tích là khả năng là nếu mà anh Uy Nguyễn này không quan trọng thì nhà nước Việt Nam sẽ trục xuất và nhân đạo. Đúng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây bác cháu mình muốn nói là cái ông Trịnh Lê Hoài Nam mà cái ông Trung Tây là cái tát vào mặt cho các ông đấy.